Kiều Anh và Xuân Hùng xin kính chào quý khán thính giả đến với phần điểm tin thế giới. Thưa quý khán thính giả, điểm tin thế giới hôm nay kính mời quý vị theo dõi các tin sau đây do Võ Thái Hà tóm lược. Covid-19, một tia hy vọng cho châu Âu. Đà lây lan tại Đức, Ý và Tây Ban Nha có dấu hiệu chậm lại. Thống kê của viện Robert Koch cho thấy số người bị nhiễm virus corona tại Đức vẫn còn cao. Tuy nhiên, phát biểu hôm mùng 3 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng Angela Merkel thận trọng tuyên bố số ca lây nhiễm mới tăng chậm so với những ngày qua. Đức gấp gáp ngưỡng 80.000 ca và đến nay đã có hơn 1.000 bệnh nhân tử vong. Còn tại Tây Ban Nha, ổ dịch lớn thứ nhì của châu Âu, số tử vong và trường hợp phải nhập viện trong ngày hôm qua, mùng 3 tháng 4 năm 2020, đã giãn hơn so với 24 giờ trước đó. Theo tuyên bố của Madrid, trên toàn quốc có 10.935 người thiệt mạng, 117.710 ca lây nhiễm. Nhưng hy vọng đang thực sự lóe lên tại Ý. Số tử vong đã giảm trong 3 ngày liên tiếp hôm ngày 3 tháng 4 năm 2020, Ý ghi nhận 766 bệnh nhân qua đời. Bên cạnh đó, 1.500 người đã khỏi bệnh, chỉ riêng trong vòng 24 giờ qua. Vào lúc dịch COVID-19 đã lan ra tất cả các vùng miền của nước Ý, thì riêng 4 người làng hoàn toàn không có một ca dương tính với virus corona nào. COVID-19 ở Việt Nam rất rối chuyện cách ly xã hội. Tại Việt Nam, nơi mà tính đến hôm nay chỉ mới có 239 người bị nhiễm virus corona gây bệnh COVID-19. Việc chấp hành lệnh cách ly xã hội trên toàn quốc đang gặp nhiều rắc rối do mỗi nơi hiểu theo một kiểu. Lệnh cách ly xã hội do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành ngày 31 tháng 3 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4. Theo chỉ thị mà ông Nguyễn Xuân Phúc đưa ra, cách ly toàn xã hội được thực hiện theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh. Ngay hôm sau, ngày ban hành chỉ thị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lại giải thích, cách ly xã hội nghĩa là giữ khoảng cách trong xã hội nhưng vẫn duy trì lưu thông hàng hóa và xuất khẩu. Nhưng cách giải thích không rõ ràng về cách ly xã hội nói trên khiến cho mỗi nơi hiểu theo mỗi cách. Theo VN Express, một số địa phương ở Quảng Ninh đã đổ đất, cầu bê tông chặn một số tuyến đường để kiểm soát người ra vào. Thái Bình thì không cho người từ địa phương có dịch đi vào tỉnh này. Hơn 30 nước đặt mua, Nhật sẵn sàng miễn phí thuốc điều trị COVID-19. Với kết quả thử nghiệm ban đầu khả quan, đã có hơn 30 quốc gia đặt mua thuốc điều trị cảm cúm của Nhật Bản để phục vụ chữa bệnh nhân virus corona. Theo Asian Naked Review, chính phủ Nhật Bản vừa tuyên bố sẵn sàng cung cấp miễn phí thuốc có thể điều trị virus corona cho các nước. Thuốc Favipiravir được đăng ký thương mại với tên Avian là dược phẩm chống virus được phát triển bởi hãng Toyama Chemical, công ty con của Fujifilm Holdings. Loại thuốc này đã cho kết quả khả quan có thể chống lại COVID-19 trong các thử nghiệm lâm sàng ở Trung Quốc. Tránh văn phòng nội các Yoshihide Suga nói với một cuộc họp báo cho biết tới 30 quốc gia đã đặt mua thuốc Avigan thông qua các kênh ngoại giao. Chúng tôi đang sắp xếp để cung cấp thuốc này miễn phí. Tránh văn phòng Suga nói, việc này cũng sẽ giúp mở rộng nghiên cứu lâm sàng với loại thuốc này. Tại thời điểm họp báo, ông Suga cho hay, Nhật chỉ có 2.617 ca nhiễm, tương đối ít so với tổng hơn một triệu ca trên toàn thế giới và điều này khiến cho thử, việc thử nghiệm lâm sàng diện rộng trở nên khó khăn. Indonesia đã đặt hàng lên 2 triệu liều Avian hôm 20 tháng 3 và có kế hoạch thử nghiệm trên lô hàng này. Nước này vừa chứng kiến số ca nhiễm virus corona tăng vọt lên 1.986 ca, dù trước đó nhiều tuần báo cáo không có ca nhiễm Indonesia đã có 131 ca tử vong, cao hơn Hàn Quốc và chỉ đứng sau Trung Quốc ở châu Á. Nhật Bản cũng đã nhận lời yêu cầu tương tự từ Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ, Faretin Koka, trong cuộc gặp gỡ với ông Aikyo Mizajima, đại sứ Nhật Bản tại Ankara, đã đề xuất mua Avian. Trước đó, Bộ trưởng Koka tiết lộ Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu sử dụng một loại thuốc từ Trung Quốc để điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 và có hiệu quả ở giai đoạn đầu. Truyền thông nước này sau đó cho hay phương thuốc này chính là Favipiravir hay Avigan. Thổ Nhĩ Kỳ đã có 20.921 ca nhiễm và 425 ca tử vong tính đến ngày 3 tháng 4. Trong khi đó, chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bắt đầu thảo luận về vấn đề này. Politico cho hay, Nhà Trắng khuyến khích các cơ quan quản lý thông qua các phương thuốc điều trị virus corona. Bất chấp những quan ngại về tác dụng phụ, mối quan tâm của Nhà Trắng với Abigail đã tăng lên khi Tổ tướng Nhật Bản Shinzo Abe giải thích nó với Tổng thống Trump. Nhiều nước đang có chiến tranh đồng ý ngừng bắn trong bối cảnh đại dịch. 11 quốc gia đang bị vây hãm trong các cuộc xung đột dài hạn đã phản hồi trước lời kêu gọi ngừng bắn trên toàn cầu của Liên Hiệp Quốc. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết, Liên Hiệp Quốc bày tỏ lo ngại sâu sắc rằng tại các quốc gia có hệ thống y tế vốn đã mong manh, bối cảnh chiến tranh sẽ khiến cho nó gần như không thể ngăn chặn được sự bùng phát của dịch bệnh. Phát biểu tại New York, ông Guterres cho biết, lời kêu gọi của ông đưa ra vào ngày 23 tháng 3 đã được ủng hộ bởi số lượng ngày càng gia tăng các quốc gia thành viên đạt khoảng 70 cho đến nay. Các đối tác khu vực, các tổ chức phi nhà nước, các mạng lưới và tổ chức xã hội dân sự cùng tất cả các sứ giả hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Một bản kiến nghị trực tuyến do trang AVA tổ chức được thu nhận hơn 1 triệu chữ ký, ông Guterres nói, để chặn đứng tiếng súng nổ, chúng ta cần phải lên tiếng cho hòa bình. Số ca tử vong do COVID-19 ở Pháp đạt 6.500 trong bối cảnh thế giới đối mặt với tình trạng thiếu thốn các thiết bị quan trọng. Số người chết vì virus Vũ Hán ở Pháp đã tăng hơn 1.000 ca, lên khoảng 6.500 khi có thêm 160.000 cảnh sát được triển khai để củng cố luật phong tỏa nghiêm ngặt tại nước này, theo Sky News. Người đứng đầu cơ quan y tế quốc gia Pháp cho biết tỷ lệ tử vong tăng cao là do có nhiều ca tử vong được ghi nhận tại khoảng 3.000 nhà, nhà dưỡng lão. Trên toàn cầu, các ca lây nhiễm được xác nhận vượt quá 1 triệu và số ca tử vong lên đến 54.000. Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, các chuyên gia cho biết cả hai căn số này đều thấp hơn so với thực tế do tình trạng thiếu điều kiện xét nghiệm. Các trường hợp có triệu chứng nhẹ bị bỏ sót tại các nước bên cạnh một số chính phủ xem nhẹ mức độ nguy hiểm của cuộc khủng hoảng. Ngoài ra, một số nước như Trung Quốc và Iran cũng có dấu hiệu che giấu quy mô dịch bệnh. WHO IMF nói cứu mạng người là điều kiện tiên quyết để cứu sinh kế. Người đứng đầu WHO và IMF khẳng định hôm thứ Sáu 3 tháng 4 rằng cứu mạng người là điều kiện tiên quyết để cứu sinh kế trong đại dịch virus corona. Một cuộc khủng hoảng được hai tổ chức gọi là một trong những thời khắc đen tối nhất của nhân loại. Tổng giám đốc tổ chức Y tế Thế giới Tedros và giám đốc điều hành quỹ tiền tệ quốc tế bà Kristalina Georgieva cho biết việc kiểm soát virus Covid-19 là điều ưu tiên cần thiết để hồi phục nền kinh tế. Mặc dù họ cũng thừa nhận rất khó để đạt được một sự cân bằng giữa hai tiêu chí này khi thế giới phản ứng trước Covid-19, quốc gia này nối tiếp với quốc gia khác đã phải đối mặt với sự cần thiết phải ngăn chặn sự lây lan của virus và cũng trước thách thức đưa xã hội và nền kinh tế của họ đi vào thế bế tắc ông tedro và georgieva viết trong một bài chung trên tờ daily telegraph của anh nhìn bề mặt thì không có một sự đánh đổi ở đây hoặc cứu mạng người hoặc cứu sinh kế đây là một vấn đề nan giải việc đưa virus dưới tầm kiểm soát là điều kiện tiên quyết để cứu sinh kế mỹ yêu cầu đeo khẩu trang để ngăn chặn dịch viêm phổi vũ hán lan rộng hoa kỳ đã chính thức kêu gọi mọi người đeo khẩu trang khiến who phải xem xét lại lập trường cho rằng chỉ những người bị bệnh mới cần phải đeo người dân mỹ hiện đang được khuyến khích đeo khẩu trang bằng vải tự chế để ngăn các trường hợp virus vũ hán tiếp tục tăng vọt biện pháp quyết liệt mới được đưa ra mặc dù Tổ chức Y tế Thế giới hiện nói rằng chỉ những nhân viên y tế, người bệnh và những người tiếp xúc gần gũi với các ca lây nhiễm mới nên đeo. Việt Nam phản đối Bắc Kinh đánh chìm tàu tại Biển Đông. Việt Nam đã có động thái phản đối chính thức Trung Quốc sau vụ chìm tàu cá Việt Nam, mà phía Việt Nam tuyên bố là do một bị tàu giám sát hàng hải Trung Quốc đâm phải gần các đảo trong khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Tàu cá Việt Nam với tám ngư dân trên bông lúc đó đang đánh cá gần quần đảo Hoàng Sa hôm thứ Năm ngày 2 tháng 4 thì bị tàu Trung Quốc đâm chìm. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết trong một tuyên bố đăng trên mạng web của chính phủ hôm nay tất cả ngư dân được tàu Trung Quốc đưa lên tàu đều còn sống sót và sau đó được chuyển đến hai tàu cá Việt Nam khác đang hoạt động gần đó. Hội nghề cá Việt Nam cho biết trong một tuyên bố được đăng trên trang web của mình tàu Trung Quốc đã có hành vi vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, đe dọa tính mạng và làm hư hại tài sản và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam, Bộ Ngoại giao nói trong tuyên bố của mình. Cựu đại sứ Hoa Kỳ chỉ trích WHO tin theo Trung Quốc về virus Vũ Hán. Fox News đưa tin, cựu đại sứ Hoa Kỳ Nikki Haley yêu cầu Tổ chức Y tế Thế giới phải giải thích lý do tại sao Họ đã tin theo lời của Trung Quốc rằng virus Vũ Hán không thể lây từ người sang người, một tuyên bố hoàn toàn sai trái. Trước đó, WHO từng tuyên bố các cuộc điều tra sơ bộ được thực hiện bởi các nhà chức trách Trung Quốc đã không tìm thấy bằng chứng rõ ràng về sự lây, lây truyền từ người sang người của virus Corona ở Vũ Hán. Bà Nikki Haley viết trên trang Twitter hôm thứ Sáu, 3 tháng 4, WHO. WHO đăng tuyên bố này vào ngày 14 tháng 1. WHO nợ thế giới một lời giải thích về lý do tại sao họ tin lời Trung Quốc. Việc bưng bít thông tin và thiếu trách nhiệm của chính quyền Trung Quốc đã gây ra quá nhiều đau khổ. Nhà Trắng sẽ xét nghiệm nhanh virus Vũ Hán đối với những người đến gần ông Trump, ông Pence. Hôm thứ Sáu, Nhà Trắng cho biết những người đến gần tổng thống Trump và phó tổng thống Pence sẽ được xét nghiệm nhanh Covid-19 theo Fox News. Nhà trắng cho biết, việc này sẽ được thực hiện từ ngày 3 tháng 4 và chỉ áp dụng đối với những người tiếp xúc gần với tổng thống và phó tổng thống, bao gồm một số nhân viên cũng như những người có thể ngồi họp bên cạnh hai nhà lãnh đạo hàng đầu của nước Mỹ. Một nửa số người nhiễm virus Vũ Hán không có triệu chứng. Fox News đưa tin hôm 3 tháng 4 theo các dữ liệu từ iceland thị trấn vâu của ý và du thuyền diamond princess khoảng một nửa số người nhiễm virus corona chủng mới hiện không có triệu chứng nhiều trường hợp rõ ràng là không có triệu chứng đây đồng thời là tin tốt và xấu bởi vì nó có nghĩa là tỷ lệ tử vong bởi virus có thể thấp hơn so với suy nghĩ ban đầu nhưng mọi người cũng có thể vô tình phát tán virus patrick t dolan một nhà virus học tại Đại học California, San Francisco, nói với Fox News. Ông cho biết, vẫn còn quá sớm để chắc chắn về những con số, nhưng rõ ràng là tình trạng nhiễm virus không triệu chứng đang góp phần đáng kể vào sự lây lan của SARS-CoV-2. Đây chính xác là lý do tại sao việc tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp tránh giao tiếp xã hội là rất quan trọng. WHO cảnh báo nhiều người trẻ tuổi tử vong vì COVID-19. The Hill đưa tin, các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới hôm thứ Sáu cho biết đang có thêm nhiều trường hợp thanh niên tử vong vì virus Vũ Hán. Trước đó, vào hôm 2 tháng 4, WHO cho biết hơn 95% ca tử vong virus Vũ Hán châu Âu là những người tuổi từ 60 trở lên, nhưng những người trẻ tuổi vẫn có nguy cơ mắc bệnh quan điểm cho rằng Covid-19 chỉ ảnh hưởng đến người là người già là sai thực tế. Hans Kluger, người đứng đầu văn phòng châu Âu của WHO cho biết trong một cuộc họp báo trực tuyến tại Copenhagen hôm 2 tháng 4. Theo AP, người trẻ không phải là bất khả chiến bại. Tiến sĩ Mỹ kêu gọi đóng cửa các chợ thịt sống ở Trung Quốc. Fox News đưa tin, Tiến sĩ Anthony Fauci một thành viên đội đặc nhiệm chống Covid-19 của Nhà Trắng, hôm thứ Sáu nói rằng các chợ buôn bán thịt và động vật sống của Trung Quốc nên ngừng hoạt động ngay lập tức. Ông Fauci đề cập đến từ wet markets là những địa điểm bán thực phẩm, thực phẩm tươi sống phổ biến tại nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam. Ông cho rằng tại các khu chợ này, việc có người tiếp xúc trực tiếp với các động vật sống sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh rất cao. Trước đó, hôm 2 tháng 4, thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham đã gửi thư cho đại sứ Trung Quốc kêu gọi ông thuyết phục chính phủ nước mình không mở cửa trở lại các khu chợ tươi như vậy. Thượng nghị sĩ Graham viết trong thư một số tài liệu chứng minh cho thấy các chợ tươi ở Trung Quốc là nguồn gốc gây ra một số vấn đề sức khỏe trên toàn thế giới. Xuân Hùng và Kiều Anh xin kính chào tạm biệt đến quý khán sinh giả. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Kính chúc quý vị, gia đình và người thân một ngày tốt đẹp.